trưa 26 tháng 7 tại Hà Nội, mặc thời tiết nắng gắt, biển người vẫn chậm chậm di chuyển về khu vực đối diện nghĩa trang Mai Dịch, tiến đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Dọc hai bên đường Lê Thánh Tông, hàng nghìn người dân đứng chờ tiễn biệt Tổng Bí thư. Rất nhiều người đã cầm trên tay tấm ảnh Tổng Bí thư như một cách để bày tỏ những tình cảm của họ dành cho người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho nhân dân, cho đất nước. Bạn trẻ này đến từ Hưng Yên, dù đi quãng đường xa đến đây, trời nắng gắt, nhưng với bạn, đứng ở đây, ở khoảnh khắc này đã là một niềm tự hào không bao giờ quên. Mình cầm ảnh ra đây để mong muốn là được tiễn đưa bác đoạn đường cuối cùng, khi bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Tình cảm của bạn dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với mình, với bác, đối với dân tộc thì bác là một người Tổng Bí thư cần kiệm liêm chính, còn đối với mọi người dân thì bác là một người cha, một người ông hiền từ, mẫu mực, đức độ đối với toàn thể nhân dân. Bạn đã bao giờ được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không? Năm 2013 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có về ở địa phương của mình thăm và làm việc với cả nhân dân ở địa phương ở nơi mình sinh sống. Thế là cũng có những kỷ niệm rồi đúng không? Vâng. Thế thì khi mà nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời thì bạn phải sao? Khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần thì rất là xúc động và thương tiếc khi đất nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam mất đi một người lãnh tụ, một người Tổng Bí thư và một người cha, một người ông đáng kính. Đứng giữa trưa nắng nóng như này có mệt không? Đã không mệt. Tại sao? Vì toàn thể mọi người cùng đứng ở đây để tiễn đưa bác. Có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, còn nhỏ hơn mình nữa. Các bạn vẫn đứng, bởi vì với cái lòng tôn kính bác thì dù thời tiết có nắng nóng thế nào thì mọi người, mình nghĩ mọi người vẫn chịu đựng được. Ghi nhận tại khu vực nghĩa trang Mai Dịch cũng đã dựng toàn bộ hàng rào. Người dân tuân thủ đứng phía trong hàng rào, chờ đợi linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển qua. Thưa quý vị, trong những ngày quốc tang của đất nước thì chúng tôi muốn kể cho quý vị những câu chuyện bên lề về sự hỗ trợ thầm lặng của các lực lượng chức năng như lực lượng công an, dân phòng, thanh niên tình nguyện hay thậm chí là những người dân tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Họ đã dậy từ rất sớm để có thể hỗ trợ những người dân từ nơi xa trở về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay từ sáng sớm ngày 26 tháng 7, dòng người đổ về Lại Đà vẫn không ngừng tăng lên. Có lẽ vì vậy mà công tác chuẩn bị cũng tất bật và khẩn trương hơn. Những chuyến xe chở người già của các bạn sinh viên tình nguyện, những cốc nước, cái quạt được chuẩn bị ân cần và chu đáo, hay cái dìu của những người thợ điện tranh thủ khi đang làm việc. Tất cả những hình ảnh này đã làm cho những ai chứng kiến cũng không khỏi bồi hồi xúc động. Tình người luôn được lan tỏa ngay trong những lúc tang thương nhất. Bắt đầu là từ 5 giờ kém là mọi người ra quét lại đường xóm vệ sinh, xong rồi là bày bàn ghế rồi đi nhặt, đi thu gom lại những các cái chai nước, cái bình bình cắt tông này, bình bìa cắt tông này, dựng nước thừa còn lại thì là đã cắt ra để làm quạt, làm cái để che nắng cho mọi người, về đường rất là nắng. Với lại là nước thì do bên ban tổ chức họ đã ấy, xong mình đã ra một điểm nào đấy mình lấy nước xong rồi mang về đây để phục vụ cho bà con. Bọn em được phân công trong 2 ngày là ngày 25 và ngày 26 tháng 7. Ngày 25 thì là sẽ có 3 ca là từ 6 giờ đến 12 giờ, 12 giờ đến 18 giờ và 18 giờ đến 23 giờ ạ. Thì bọn em di chuyển từ Vĩnh Ngọc lên đây là lúc 5 giờ 15 ạ. 6 giờ bọn em sẽ có mặt ở đây để thực hiện nhiệm vụ. Công việc của bọn em là bọn em sẽ hướng dẫn mọi người, sau khi mọi người vào viếng bác Tổng Bí thư xong thì mọi người đi ra đây, bọn em sẽ hướng dẫn mọi người và điều tiết xe để mọi người lên bãi xe công cộng ạ. Cũng có những khó khăn ạ, vì đa phần là các bạn đoàn viên cũng là các bạn trẻ. Nhưng mà thời tiết là khá nắng ấy ạ. Nắng là bọn em làm việc ngoài trời thì sẽ dễ bị nắng nóng ạ. Tuy nhiên thì là bọn em cũng sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành các nhiệm vụ được giao ạ.
từ 4 giờ sáng là chúng tôi đã vận động toàn bộ chị em phụ nữ, rồi là nông dân, đoàn thanh niên là đã phục vụ nước từ đầu làng về đến tận dốc đê để giải hết các bàn, các địa điểm để cho bà con dân làng ai đi qua là có thể có nước, có bánh, có sữa để dùng. Tại vì là các đoàn đi đến rất là sớm, từ 3 giờ sáng chúng tôi đã thấy xe ô tô đỗ ở ngoài kia rồi, cho nên là chúng tôi phải phục vụ nước, bánh và sữa, làm tốt nhất những gì có thể. Đây là mình, nhà mình ở đây thì mình thấy người ta đi việc đau chân với các ông bà già mình chở thôi, chứ không ai chỉ đạo cả. Tại mình không ở trong ban gì đây, nhà ở gần thì là thấy người ta ấy thì mình giúp thôi chứ chả gì cả. Vậy thì bản thân anh ngày hôm nay ở đây mình cũng đã chứng kiến là rất là nhiều những cái đoàn khách đến viếng Tổng Bí thư như vậy, thì không biết là anh có những cái cảm xúc hay có những cái chia sẻ gì về hình ảnh? Mình thấy dân họ quý ông quá. Mình cũng không nghĩ là được đông như thế đâu. Hôm qua mà đến tận 10:30 11 giờ vẫn đông, không nghĩ là dân lại quý ông Tổng Bí thư kinh thần. Thì nhìn tất cả dân về đây viếng thì thấy người ta cũng vất vả lắm nôi, thì dân cũng ra tiếp nước và mang quạt ra cho người ta để phục vụ những người từ xa về. Nếu như đêm qua Hà Nội có một đêm không ngủ với Tổng Bí thư ở nhà tang lễ số 5 Lê Thánh Tông, thì sáng nay tại Lại Đà lại trở thành điểm đến vội vã của người dân trên khắp cả nước. Bởi vì chỉ còn vài giờ nữa thôi, Lại Đà đã chính thức đưa tiễn một người con ưu tú của quê hương. Người con ấy chỉ còn là những kỷ niệm không bao giờ quên của người dân Lại Đà nói riêng và người dân cả nước nói chung. Không còn gì để mà nói, bởi vì là hôm nay là ngày vợ chồng chúng tôi ở quê hương là nhớ đến Tổng Bí thư đã qua đời. Gia đình luôn luôn là nhớ đến Tổng Bí thư, công lao của bác. Bác đã dìu dắt dân tộc ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đã giành rất nhiều là thành tựu trong công cuộc đổi mới. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua, bác là người đứng đầu trong công cuộc chống tham nhũng, giành lại những cái tốt đẹp cho dân tộc ta. Thật là không may bác đi quá sớm, nếu chúng tôi vô cùng là thương tiếc bác. Để tỏ lòng kính yêu bác là hôm nay chúng vợ chồng chúng tôi đến thăm viếng và chia buồn cùng với gia đình, cùng với toàn bộ dân tộc Việt Nam. Trong dòng người nối dài chờ vào viếng Tổng Bí thư, có những người đã di chuyển từ những tỉnh thành rất xa như Lào Cai. Họ mang trên mình những trang phục dân tộc để thể hiện sự tôn kính và tự hào khi được về đây tiễn biệt Tổng Bí thư ở những giây phút cuối cùng của đoạn đường dài hơn 80 năm qua. Cô xúc động không thể nói được lên lời, bởi vì hôm qua cô cũng chẳng theo đoàn thể nào cả. Bà con ở làng rủ nhau về đây để thắp cho bác nén hương, gọi là tưởng nhớ bác. Bởi vì là bác đã một lòng vì nước, vì dân. Bác rất là quan tâm đến, nhất là quan tâm đến dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam với cả là riêng dân tộc của bọn cô, thì bác rất là quan tâm. Cho nên là bọn cô gọi là rủ nhau bớt chút tí thời gian xuống đây để thắp cho bác nén hương, gọi là để tưởng nhớ bác. Được tin bác Nguyễn Phú Trọng qua đời thì tất cả các dân tộc thiểu số trên Lào Cai nói riêng và quốc nói chung rất thương tiếc bác, bởi vì bác Nguyễn Phú Trọng là một người mẫu mực cho các thế hệ trẻ noi theo và cho cả đất nước ta một niềm hy vọng rất trong sáng. Bác là một người sáng tạo và một người về sự dày công vun đắp cho đất nước mình. Bác đã từng chống các thế lực tham nhũng cũng như ấy để cho đồng bào, cho nhân dân có được một cuộc sống ấm no và trong sạch, vững mạnh trong Đảng bộ của nhà nước Việt Nam.